Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong channel của Chia sẻ kinh nghiệm. Và trong video ngày hôm nay, mình đang dùng một chiếc iPhone, muốn chia sẻ với các bạn cách đổi phông trên những chiếc iPhone sau khi mà bạn đã jailbreak thành công. Sau khi bạn jailbreak thì các bạn vào CDA cho mình. Sau đó các bạn quay ra phần tìm kiếm này. Các bạn tìm kiếm cho mình cái từ khóa là Betaphone 2. Sau đó các bạn nhấn cài đặt và cài đặt như thông thường chúng ta vẫn sử dụng. Sau khi cài đặt thành công, máy reset Springboard lại rồi thì các bạn mở cái Betaphone 2 này ra. Đó, trong cái giao diện làm việc của nó thì cũng khá nhiều cái để chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên thì cái chú ý nhất, tức là cái tích này nó sẽ cho phép chúng ta đổi phông. Còn lấy phông ở đâu? Thì phông thì có rất nhiều cách để chúng ta có thể lấy, bằng việc chúng ta copy thẳng vào máy hay tải từ một số nguồn. Tuy vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cách rất là nhanh gọn. Đầu tiên chúng ta sẽ vào tiếp tục CDA. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần các nguồn này. Trong các nguồn này các bạn thêm cho mình cái suộc CDA.vn. Có lẽ thì trong những cái các video khác thì mình thường sử dụng cái nguồn từ CDA.vn này. Các bạn thêm cái nguồn này vào nếu mà chưa thêm. Sau khi mà thêm nguồn CDA.vn, các bạn nhấn vào nguồn đó, kéo xuống dưới chọn phần CDA.vn phông. Đó, và trong này thì nó sẽ có rất nhiều phông cho chúng ta lựa chọn. Bạn tải thử một cái và xem. Ví dụ như mình tải thử cái ChinaCat phông này. Kéo xuống dưới để chúng ta xem review trước cái phông này nó sẽ hiển thị như nào. Xong nhấn cài đặt. Xác nhận. Đây chỉ là một cách để chúng ta cài phông nhá, còn rất nhiều cách khác. Đây là cách khá là đơn giản, chúng ta cài từ cái nguồn của CDA.vn. Sau khi cài đặt thành công thì chúng ta lại quay trở về với Betaphone 2. Đó, trong cái giao diện làm việc này thì các bạn chú ý cho mình cái phần Swap Mode này. Trong đây thì các bạn nhấn vào Basic. Trong Basic này thì bạn có thể thấy rằng nó sẽ hiển thị ra những cái phông mà chúng ta đã vừa tải về. Ví dụ đây mình vừa tải về cái phông ChinaCat CDA.vn. Bạn nhấn vào đó, xong rồi nhấn vào Yes. Tiếp tục. Đó, máy sẽ reset cái Springboard lại cho chúng ta để có thể thay đổi cái phông chữ này. Rồi, sau khi mà reset Springboard thì các bạn có thể thấy rằng ngay ở phần màn hình khóa này cái phông chữ của mình nó đã khác hoàn toàn rồi. Rồi, sau mình sẽ vào trong cho các bạn xem. Đó, giao diện làm việc mọi thứ đều đã được sử dụng một cái phông khác hoàn toàn, nhìn rất là lạ và mới trên những cái chiếc iPhone này. Các bạn thấy không? Đó, các bạn có thể vào CDA.vn sau đó kéo xuống dưới để chọn những cái phông khác mà bạn thích, chứ không cần phải cái phông như vừa nãy mình chọn. Nhớ nhá, vào nguồn CDA.vn sau đó kéo xuống phần phông và chúng ta chọn và tải về bất cứ một phông nào. Sau khi mà bạn muốn trở về cái phông mặc định thì các bạn vào Betaphone 2 cho mình. Sau đó vào phần Basic và các bạn nhấn vào cái phần Betaphone Backup. Sau đó nhấn Yes và nhấn Continue tiếp tục là nó sẽ quay trở về với cái phông mặc định của máy các bạn. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách dùng Betaphone 2 để chúng ta có thể thêm một cái phông mới cho chiếc iPhone của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.